Thế đến xong ngày. Dễ trái không là tôi sao kiểu là bình thường cái trái rồi không phải luôn. Gần chưa? Gần chưa? Chạy bất u đây luôn rồi. Lên báo.
kia. Chạm luôn. Ra luôn à? Chạm nhẹ luôn. Chạm tí thôi mà. Cây rồi. Dẹp rồi, chờ ông đi.
này hàng cây sả cừ. Lễ hội tốt nghiệp, tốt nghiệp đại học. Thank you.
trang các được. Đi ra cả Hồ Tây rồi. Có đi về né cây đấy là hồ nhá. Ừ, hồ có nhiều cái vịt này là hồ Phúc Thành. Đây là hồ bên này to này, hồ bên kia là to chưa, đậm chưa. Trời kìa, anh đi vào mặt trời đấy, chụp hoàng hôn. Thôi chúng ta chính là Hồ Tây. Buổi chiều là cả đông trời nhỉ, ra hồ hóng mát. Còn phía bên này là hàng nghìn con vịt. Lúc lúc thích ra đông lắm mọi người ạ, kinh khủng khiếp luôn. Đây này kín hết cả mặt hồ luôn. Đây chùa Trấn Quốc. Không cho đạp đạp hồ chứ, hồ bên này rộng nguy hiểm ấy.
có lào được. Ô, cái này sâu lắm. Đạp gì đó. Mình chưa xem kia được thì thành sắc sắc.